Chào toàn thể quý vị nhé. Hôm nay tôi rảnh rỗi này, tôi sửa lại cái cây mai này, cắt đi để làm bonsai. Tại nó cao quá, thì hai cái thân ở giữa này nó bị trống quá, nó lêu nghêu quá, thế này thì chơi nó cũng không có giá trị cho tương lai được. Thì nay tôi cắt cụt đi rồi tôi ghép cái giảo bông bự vào. Cái mai này nó rất là sung nhưng mà cái thế này tôi không thích lắm. Thì các bạn cứ tham gia đóng góp cho tôi nhé. Này trước mắt thì tôi cắt đi, tại nó cao quá, mua về nó cao 3-4 mét cơ, nên là thấy nó không hợp lý. Theo mỗi người chơi mỗi thế, nhưng mà tôi thấy cái cây này nó không theo ý của tôi nên thì tôi cắt đi. Để các bạn tham gia góp ý cho mình xem có nên cắt không nhé. Đấy, cái cây đế thú này nhưng mà nó nhiều thân quá, xong rồi để nó lôm khôm, nó không theo ý, tại mỗi người chơi mỗi thế mà. Đấy, tôi cắt hết đi. Đấy, trước tiên thì tôi cắt cái cành này. Đấy. Cắt đi xong vào là tính sau. Trước mắt thì cứ cắt tạm vậy đã. Đây, sang cắt cái cành bên dưới này. Đấy. Cành nó hai thân nó dính vào nhau này, nó chơi nó rối mắt lắm. Cái này là làm là tán bay hay xa ra. Cái bên trong này nó dư, cắt bớt đi. Cái này cũng cao quá, cắt thì để ghép hai mầm cho nó giá trị cho tương lai. Gọt hết cái đầu nó nhẵn nhụi xong rồi là bôi keo vào. Rồi ghép. Đấy, bây giờ tôi ghép cho các bạn xem nhé. Đấy, tách nó ra. Nhét. Cái này ghép với ba bo mà phải sau chia cho nó. Cái nào nó sống thì mình để mình nuôi cho nó nhanh liền sẹo. Còn mình lấy bao nhiêu sau này mình trước mắt thì mình cứ ghép ba bo vào. Ghép ba bo vào để cho nó kéo sẹo nhanh. Cái thứ này sau này mình lấy cái nào mình làm chủ mình chia ra thì mình lấy, còn trước mắt thì cứ ghép cái ba bo vào. Đấy, vuốt hai cái đầu nêm nhét vào, kiếm cái bo nó phải khỏe mạnh, nó mới có sức. Cái bo này là nó giảo zin, lấy tận ở bên Tây Ninh về. Đấy, quấn cho nó chắc lại, không cho nó rục rịch, quấn thật chặt lại cho nó khỏi rục rịch, cho nó giữ chắc lại thì cây mai nó mới khỏe được. Vuốt lên trên cho nó thêm một vòng nữa cho nó chắc, không tiếc gì cái keo cả. Làm bằng keo là thấy nhanh, còn mỗi hôm tôi quấn bằng cái giấy bóng của ghép chuyên dụng ấy, nhưng mà giờ lấy bằng cái keo này cho nó nhanh, tại tôi ghép nhiều tôi biết, cứ ấn chẻ nó ra vào, nó nhích hơn cái bo ghép một tí là nó lọt bừa, tách ra xong là vót lại, vót như cái nêm hai đầu, vuốt hai đầu. Đấy. Đó, vuốt hai đầu, cạnh nào nó xù thì vuốt nó đi cho nó nhẫn, đừng có để nó dập là nhét vào. Cứ ghép nhiều vào sau nào nó cái nào nó mình thích để lại thì mình để, trước mắt mình cứ ghép 4 bo cũng được. Sau này nó kéo sẹo là nhanh hơn, rồi lấy cái nào lúc đấy là mình tính. Sau này nó dễ. Vút hai đầu. Vút hai đầu xong rồi nhét vào. Tách ra xong rồi bỏ vào. Qua bên này để làm thêm hai bò nữa là ok, bum bum. Cứ trẻ là tách cái vỏ, cái lách phát là nó bung cái vỏ đó. Rồi vuốt cái, lại lấy cái bo xong rồi vuốt hai đầu, tiếp tục cứ như làm như kiểu cái nêm ấy. Cứ hai đầu sao cho nó thật mịn, đừng có để nó dập, lấy dao lam thật bén. Bo này nó dài vậy nó cái sung, sau này mình làm nó dễ.
Còn thường thường chỉ lấy 3 mắt thôi, như đây lấy 4 5 mắt cũng được, chả sao hết. Cho nó khỏe. Làm thêm po nữa. Đấy, chỗ này này. 4 bo luôn, sau này nó kín rồi giúp đấy là mình chia mình lấy cái nào mình lấy. Trước mắt mình làm 4 bo. Một cái này là cái ngọn chủ này là mình làm 4 bo, sau này cho nó nhanh kéo sẹo. Sau này mình nó ra rồi mình cắt đi cũng được. Tùy có người lấy hết lập hết, còn có người thì lấy cái ngọn nào nó quan trọng nữa. Trước mắt cứ ghép cho nó sống đã. Đó, tách nó ra rồi nhét vào. Thế cái băng keo đen cuốn nó lại thôi. Đơn giản mà, cái ghép này dễ thôi, nhưng quan trọng là ghép xong ấy là mình phải che. Đừng cho nước mưa nó vào là một, cái thứ hai nữa là phải che cho nó mát. Còn nó khô cái bo này là vứt. Cái ghép thì ai cũng ghép, nhưng cái quan trọng là mình che, mình tưới tắm cho nó. Che thật kỹ. Đây còn cái này, này mình cho mấy bo vào, cũng cho 3 bo vào. Tách nha, ghép đơn giản mà, bùa nào cũng sống, tôi ghép nhiều tôi biết mà. Vì sau này nó hít hết, cứ nhiều người cứ bảo là ghép là sợ nó tụt nọ kia, nó đã liền rồi, nó sống rồi, nó hít vào thân rồi thì nó khỏe như bình thường, như cái mà mình ấy thôi mà, như cái mọc tôi nó cũng vậy thôi, ghép vào nó dính vào rồi nó liền, mà sau này nó to nó liền, mà một cái dòng bo cái vùng mình thì nó khỏe lắm, chọn cái giống nó khỏe khỏe mà nó 12 cánh chùm bông nó đẹp, mình ghép vào sau này cái cây mai nó giá trị được. Còn cái cây mai của người ta nó 5 cánh ấy, mà nó ra là sáng nở chiều nó bắt đầu nó tàn mất, nó không có giá trị. Còn cái này bông chùm mà nó đẹp, hoa nó vàng nó đẹp rực rỡ luôn, nên mình mới ghép và chọn giống nó khỏe mình ghép vào sau này nó mới đẹp được. Cứ vuốt hai đầu những cái nêm vậy nhét vào này, thì mình làm 3 bo thì sau này mình cho nó dày lại. Cứ tách ra, bình thường tách ra các bạn ạ. Ghép mấy lần nó quen đấy mà. Không cầu kỳ, chả cần phải thuốc men gì đâu, cứ tách ra là nhét nó vào thôi. Nhiều người bảo hỏi điện bảo là có phải dùng thuốc không? Cái này đâu có cần thuốc gì đâu. Cây nào cũng vậy, cứ tách nó ra như vậy. Quan trọng chọn cái bo ấy là cái bo nó đến tuổi của nó, đừng có non quá mà đừng có già quá, già thì nó lâu liền mà non quá là nó không sống, mà đúng cái tuổi vàng đứng chuyển sang cái màu vàng vàng này, nó khỏe lắm. Ghép vào đúng 25 20 ngày là nó bật mầm, là rút ra cũng khoảng 10 ngày đã thấy nó bật mầm rồi, là tầm 20 ngày là mình cắt cái bọc ra, hở nó ra một tí, xong là để khoảng tầm 3 ngày bắt đầu mình tháo hẳn ra đấy, quấn cho nó kín đừng cho nước nó vào. Trên này nữa cũng làm, này là làm cái tán bay ra thì cứ ghép vào đi, sau này rồi mình định hướng cho nó vào cái phía nào đó, thì tự mình làm. Trước mắt thì cứ ghép cho nó mấy bo vào đã, thì các bạn cứ tham khảo trên kênh của tôi đấy, có gì các bạn cứ để comment cho tôi biết, thì tôi làm nó cũng theo cái ý của tôi, nên là nhiều khi nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà tôi cũng mong các bạn chia sẻ những cái cách nào nó hơn. Còn mỗi người chơi cây thì mỗi người một kiểu, còn đây thì tôi chỉ cho những người nào chưa ghép bao giờ đấy, thì cứ ghép như tôi thấy nó đơn giản lắm. Những cái rễ chứ tôi ghép nó còn sống mà. Còn cái cây này là tôi đánh về được mấy tháng rồi là nó ra tược rồi, bây giờ mình không thấy ưng nữa là mình cắt đi. Cắt đi bắt đầu là ghép vào theo cái giống của mình, nó hoa nó đẹp. Đấy, cái bo này nó đúng cái màu vàng vàng này, nó chuyển sang cái màu này nó khỏe lắm. Nó đúng tuổi của nó. Rồi nhét nó vào. Này cũng làm 3 bo đây. Đấy, ấn vào mà cho nó nhích nó to hơn cái bo một tí thì nó mới sống, chứ mình để nó chặt quá nó không nở ra, nó không liền được.
phải to nó rộng hơn, cái là khi sẹo nó ra cái là nó kéo vào nó dính vào. Chứ mình cho nó chặt quá nó không 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 ấy được đâu, nên là tách ra là mình nhét vào là nó, cái da là nó ra nó dính vào. Một thời gian là nó dính lại. Quấn lại cho nó chắc lại. Đó, cứ vậy quấn lại thôi. Đấy. Quấn cho nó thật chắc lại. Không cho nó dục dịch, về sau là lấy cái dây bóng phủ kín nó lại. Đây nữa, cái này chỗ này thì cứ ghép vào đi rồi cho nó liền sẹo lại, chứ còn chưa biết được cái kiểu như nào nên là mình cứ ghép trước mắt, mình cứ ghép lại đã, sau này là để hay là không thì ghép vào để cho nó kéo sẹo lại. Có thể mình lấy đến một vài ngọn thì đấy mình lập ra cho nó đủ chi cho nó dày lại, thì cái cây mai nó càng nhiều chi nhiều tán thì nó mới càng giá trị, chứ không phải là tán bánh như kiểu là ngoài Bắc là mình chơi cái cây xanh hay là cây sung ấy, mình chia ra là phúc lộc thọ an khang hay là thịnh vượng gì đó. Những cái cây mai này chủ yếu là mình chia sao cho nó nhiều tán, là nó nhiều tán nhiều hoa, nó lập sao cho nó đều. Ví dụ cái cành bay này mình chia cho nó đều nó bay ra, còn cành trực kia là mình để mình chia nó ra cho nó đều, mình nuôi lấy một cái ngọn chủ. Đấy, cái này thì làm cái ba bò đi, cũng làm ba bò luôn. Đầy bò ai mà cứ cắt một cây một cành mà ghép có mà bao nhiêu mà. Quan trọng nhất là cái bò mình phải chọn được, đừng có lấy non quá mà đừng có lấy già, đúng cái tuổi của nó là nó sung lắm. Đấy, tách nó ra xong nhét nó vào. Quấn nó chắc. Chúng tôi giờ dựng mắt nó cũng kém rồi. Cũng nửa đời người nên nó hơi kém, làm thì nó cũng không được hợp lý lắm. Đây là chia sẻ bằng thật lòng từ trái tim tôi. Tôi làm thì cũng chả học hỏi gì đâu. Đây là bằng cái kinh nghiệm của tôi làm thôi. Nên là các bạn có gì cứ tham gia đóng góp nhiệt tình, có gì cứ điện thoại trực tiếp. Đấy, thổi cho nó ra xong là lại phủ cho nó kín và đừng cho nước nó vào. Cái dây cái bịch này thì nó hơi nhỏ đấy, nhưng mà thôi kệ nó không sao hết. Kẻ nó có cái bịch 1 cân đấy. Đấy, tức là 1 ký đấy, 10 lạng là 1 ký đấy. Thì có cái bịch đấy mình bỏ vào là hợp lý hơn. Cái này nó 5 lạng này nó hơi chật một chút, nhưng thôi kệ nó. Miễn là nó sống được rồi. Đấy, lại lấy cái keo quấn nó kín lại, đừng có cho nước nó vào, không cho không khí nó vào. Xong cái tầm 20 ngày là bắt đầu mình cắt một tí cái lỗ hở cho nó thoáng ra, cho nó kiểu nó khí nó vào đấy. Trong tầm 3 ngày là 3-4 ngày là mình tháo hẳn cái bọc ra là nó khỏe. Mình thấy cái lá chồi nó ra nó già nó khỏe rồi là lúc đấy mình lấy hẳn ra. Đấy, quấn không cho nước mưa nó vào. Tại cái này gấp cái mùa mưa này là nước mưa nó vào là hay bị thối, nên là mình quấn kỹ một tí. Không cho nước nó vào. Đấy, cái này 4 bò ghép cho nó khỏe. Thì sau này nó liền hết lại rồi, mình thích lọc cái nơi nào mình làm chủ thì mình để lại. Hơi cái dây bóng hơi chặt các bạn thông cảm nhé. Tại ngại làm miếng đi mua ấy. Vuốt cho nó tròn tròn lại, nó khít lại. Sau nó nở cái lá ra một cái là cái lá nó tầm cảm thấy cái lá màu nó ra mấy cặp lá là mình bắt đầu mình tháo hẳn cái dây bóng ra. Quấn kín như vậy là nó nước mưa nó không vào, là nó không mất nước, là nó khỏe nó sống. Chứ mình để hở là nó gió nó lùa vào là nó hay bị mất nước, còn mình quấn kín là nó không thể mất nước được. Đó, phủ kéo vào kín vào. Đơn giản mà. Không có gì cầu kỳ cả.
rồi sau này nó ra cái tay tán đâu đó, rồi mình bắt đầu tiếp tục mình chia ra, mình làm theo ý của mình. Chứ cây đẻ nó cao quá, nhìn mỗi một lần bắc thang lên xong là tuốt lá nó cũng ngại, mà nó lêu ngoa lêu nguêu tít ở trên đỉnh đến 5 mét 4 mét như vậy. Nó cao xong là nó khó chia, nó chia chi nó mọc tùm lum. Chơi cây cảnh thì gọi đã gọi là cây cảnh, làm sao mà nó dễ nhìn, bonsai một tí cho nó thấp, nó nhìn nó sao nó có cái hình dáng của nó tí, chứ nó cao quá. Cao là cao to là vì một thân một cốt mà nó trực quân tử, còn bây giờ cái này nó một tàn bay mà tàn này. Cái cây này là cái thế, gọi là thế tình cảm yêu nhau gì đấy, thế này là thế lẹo nhau. Tôi thấy hai cái nó dính vào nhau nó gọi là thế lẹo nhau, hai cái thân mọc nó dính vào nhau gọi là thế lẹo nhau. Tôi cũng chả biết thế, tôi thấy hai cái cây nó dính vào nhau gọi là, tôi gọi tôi quản vào thế gì, tôi bảo là thế lẹo nhau, phủ cho nó kín vào. Chứ tôi đâu biết thế gì đâu, cứ làm theo sở trường của mình mà, cây mà biết bao nhiêu thế, mỗi người mà chơi một kiểu, người thì thích tàn tự do, người thì thích bonsai, nên là cứ mình theo ý mình mà mỗi người chơi mỗi kiểu, chứ chả ai giống ai. Cây mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, đâu phải ai cũng giống ai đâu, nhưng mà mình nhìn theo ý mình đấy cho nó hợp lý là mình quan trọng. Cứ chơi là mình theo cái sở trường mình chơi nữa. Rồi video đây là kết thúc nhá, nếu các bạn thích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá, để nhận được cái video mới nhất. Rồi chân thành cảm ơn quý vị, đấy cái thế lẹo nhau đấy.